đúng rồi nè ha. Tiếp chân á là mình để chéo này nè, xong là cuốn lại phía này thì nó giữ giữ, nhưng mà cái phía này á là cuốn lỏng thôi, bị bóp chặt phía này máu ở từ dưới chân nó không lên được, mục đích là mình chỉ cuốn cái bắp này nhiều này. Còn ai á mà bị bóp trên á cuốn bóp trên thôi, tức là phải hở cái đầu gối ra, hở đầu gối ra như cái mạch máu như thế này á, gọi là phình. Còn nó nhỏ nhỏ này á thì cái van của nó đóng lại này, cái van đóng lại này, cái van đóng lại này. Còn cái van này á là phình, cái van này là phình, cái van này là phình, phình. Vì thế mà cần phải siết nó nhiều, siết chặt nó nhiều. Chỗ này là phình thì siết nó nhiều. Còn nếu mà mình đi mua mà cái đôi vớ mà bọc chân ở trước bệnh này á, nó tới 100 mấy triệu đồng à. Thì vớ nó dày á, nó ôm sát từ đây nó chịu nhau thôi. Nhưng mà nó chỉ ôm được có 5% thôi, thành ra vẫn còn hở. Thành ra vì thế mà cái vớ này á, có quyền đi suốt ngày, đi đến suốt ngày. Tức là nó chỉ đóng được một vài cái van thôi, như vậy vẫn không chữa bệnh được. Còn mình á, siết chặt lại 20%. Có thể siết vào mấy cái bắp này hở ra. Siết chặt cái bắp này lại, để cho cái này nhỏ lại. Siết chặt cái bắp này cho nhỏ lại, siết chặt cái bắp cho nhỏ lại. Thì khác với cái vụ đi vớ. Đi vớ nó siết vào 5% thôi. Để làm gì đó. Cái chỗ quan trọng nghe làm chứ làm chi, không cần. Cái mục đích của mình học, bệnh nhân lên thì mình chữa mỗi lần thôi, nhưng mà thấy cái chỗ này nhìn vào cái tinh van tĩnh mạch này, chỗ thì nó hẹp thì cái van nó đủ, chỗ nó phình ra thì cái van nó hở. Thế khi mình đi vớ là nó không bọc được hết, nó bọc nó 5% mà, thì cái phình này nó vẫn còn hở. Còn ngược lại bó này á là bó chặt vào 20% để đẩy cái này này nó sát vô. Nhưng mà chỗ này á phải để hở, tức là để nhẹ nhẹ thôi. Thì khi đi á bắp chân này này, có thể là ép cái này vô, nó đẩy cái máu này dưới này lên, đẩy máu dưới này lên, đẩy máu dưới này, đẩy máu là cuối cùng nó đẩy máu trở về tim. Đó là lý do tại sao phải phải còn bấm cuốn chặt cái này, thì ngay từ cái cổ chân này là máu không lên được rồi. Thế cái cuốn này nhẹ nhẹ đến dưới này, cuốn nhẹ lên nhẹ, chỗ này bắt đầu đến đây là cái cuốn chặt này nó hở ra, đến đây mới kêu chặt xong đến này lại cuốn nhẹ thôi. Còn nếu ta đau có đủ trên thì không có quấn đầu gối, chỉ có từ đây lên tới đây thôi. Để bóc phần này lại, đó là cách quấn. Nếu mà bị cả hai thì bóc hai phần trừ lại thế thì tại sao mà mình đi cái vớ mà mình mua mà ép lên, thì cái vớ chỉ để đi làm hàng ngày thì chắc là nó chỉ ép có 5% thôi, thì chân mình cũng vẫn dễ thở. Có thể ép chặt lại rồi mình viện cái sức mình đi để bấm máu lên á, thì cái này nhỏ lại xong rồi phải lấy ra cái ra ngay, chứ không nó nghẹt đâu, đi không đi được. Thì khoảng bao lâu thầy, 10 phút hay là mình không, vỡ ra là phải đi cầu thang. Đi cầu... lúc mà mở giờ mở băng ra là phải đi cầu thang. Không, quấn băng mà đi cầu thang. Đúng, phải đi cầu thang. Thì để dùng cái sức đi cầu thang á, nó phải ấn qua thịt này, thì mình đi cái sức mình đứng lên, nó ấn qua này, xong nó thả ra, ấn đi bao lại nó thả, nó có máu lên. Thấy chưa? Chỉ khi nào tập đi cầu thang mới được quấn cái này. Mà trường hợp nào mà phải đi cầu thang mà phải quấn cái này, cô này trả lời các dân trường hợp nào phải cuốn cái này. Con à? Hỏi ba em á. Chân nó bị không có nói chân. Cao huyết áp. Nói cái số, nói cái số nào. Cao huyết áp chứ. Không, đúng rồi đấy, học mà học không biết. Trường hợp nào phải cuốn chân? Con chỉ biết bệnh án thôi thầy. Thì bệnh án là như thế nào mới cuốn chân? Tức là nhìn cái này là. Thôi như bây giờ mình là thầy khám bệnh này. À, cái này đi cuốn chân. Ủa thế tại sao ông thầy ông nhìn ông biết đi cuốn chân thế? Thì đã dạy được không? Dạ, con biết. Dạ, tỉ như cái huyết áp của một cái người mà từ 41 tuổi đến 59 tuổi đó là 120-130. Thì cái chân á là phải từ 130-140, mà trên 140 là đạt cái huyết áp, chỗ cái chân nó cao thì mình cuốn đó. Đó là một. Thứ hai, cái chân huyết áp nó vẫn là 140-150. Nhưng mà có trường hợp vẫn phải quấn chân. Là phì tĩnh nha. Phần phì tĩnh mạch là số thứ mấy? Dạ. Phì tĩnh mạch là số thứ mấy? Phì tĩnh mạch là huyết. Đó đấy, nghe này. Thế bây giờ đấy,
cái này là 150 đúng rồi, trên 50 đúng rồi, nhưng mà cái này á cũng 110 rồi, cái này 75. Thế thì phơi một tí mạch chân, cái này là phơi tí mạch chân đâu, nếu đỏ chân thì là căn cứ này. Và căn cứ thứ hai là bây giờ tự nhiên mày đo tay, mày phải biết lý luận mới được. Khi mày đo tay thì tay ví dụ như 103, cái này 105, cái này 75, thì cái này là không phải là phình tim mạch chân mà là phình tim. Phình tim ta hỏi bán tim, tim to. Nhưng mà người ta nói tôi còn đau chân nữa, à muốn đau chân thì phải đo cái chân, mà không thì mở cái chân ra thấy chân to mà và có cái máu xinh xanh á là tích mạch gì, mà chân to thế này này, hoặc là chân có nước này, chân phù này, rõ tích mạch là mình thấy, mà mình không có thời giờ đo chân nữa thì cái này cũng phải là bó chân. Thấy không? Còn lý do tại sao mà cái này phải bó chân, bởi vì trong tim nếu nó thiếu máu thì cái máu nằm dưới chân nó phải trả về tim thì áp huyết nó mới xuống, tại vì ở đây nó phải cao, mà cái này xuống này giống như 90 này, 80 này. Khi áp 180 này, 160-80 này thì cái cao là về á không đủ máu ở dưới tim, thế thiếu máu nó phải đập nhanh, thì cái đập đập nhanh thì nếu mở chân người ta nó người ta khá đau chân thì mở ra cái chân mà to mà có nước như này là cũng phải cuốn để trả máu về tim, bởi vì máu giữ ở đây là ở dưới này máu tụ đây nó không lên tim được, nên tim thiếu máu nó mệt tim. Vậy thì thầy nha, lý do tại sao phải cuốn chân là như vậy. Rồi bây giờ cuốn chân rồi gì? Nhưng mà nếu cuốn chân mà cho đi cầu thang thì với điều kiện đường phải đủ. Bây giờ đường thiếu thì sao? Coca tăng huyết áp lên. Không thì cũng Coca hay là Pepsi nhưng chưa biết. Bây giờ chọn cái nào thì lại phải lệ thuộc vào áp huyết cao hay thấp. Áp huyết cao thấp, áp huyết thấp mà thiếu đường thì cho Coca, áp huyết cao mà thiếu đường thì cho Pepsi. Học hoài cái đó vừa ghi hoài không nhớ. Pepsi với Coca sao nó khác vậy? Coca nó nhiều chất đường hơn, Pepsi nó lợi. Hai cái đều có đường bằng nhau để mình đi thể thao không mệt. Thì đã nói rồi, áp huyết thấp thì uống Coca. Thì hỏi làm sao vậy? Thì vì nó áp huyết thấp uống Coca, áp huyết cao uống Pepsi. Thì Pepsi làm gì? Vì Pepsi làm hạ áp huyết. À, nói vậy mới hiểu thôi. Đấy thì nó giảm chưa rồi. Thì phải mà nhớ. Chưa có nghe. Ta phải nhớ. Thầy nói hai thứ Coca, Pepsi đều có được. Nhưng mà vậy là trong cái vị Pepsi là có một vị là bây giờ, bây giờ nghe này nhá. Bây giờ nghe này. Tiêu chuẩn áp huyết là 120 tới 130 nha. Cái này thì 80. 80, thì độ cái 70. Đây là thường bị đo như vậy đó. Nha. Nên nhưng mà đường cho đường 5.4. Thầy cho con hỏi 80 là cái gì à thầy? 70 là gì thầy? Số đó biết có mấy số? 3 số. Số đó biết là 3 số nè. Dạ. Thì số thứ nhất lúc nào cũng về là khí lực. Cái này là máu. Cái này nhịp tim là đường. Máu và 80 là máu hay lượng máu hả thầy? Thì lượng máu qua tim. Thì cái này gọi là tinh khí thần mà. Tinh khí thần. Tinh là do cái máu này là do ăn uống. Máu này do ăn uống. Thế thì cái này, ủa thầy thầy, tại sao hồi sáng máu là 80 mà sao bây giờ máu là 60? Tại sao? Tại sao? Vì nó xuống. Tại sao nó xuống? Đường nó xuống thầy. Đâu, cái này đâu phải đường, cái này là máu mà đâu phải đường. Thầy hỏi tại sao nó xuống. Nhắc đi nhắc lại, hoài không nhớ tại sao. Do ăn. Ăn cái gì? Dạ, ăn chất chua chứ, chất lạnh. Đó là ăn chất chua làm hạ máu. Nhưng mà tự nhiên tại sao nó lại tự nhiên lại cao? Học nhiều trả thầy nhiều. Tại sao nó lại cao? Tại vì ăn chất bổ máu. Chất bổ máu, ăn chất bổ máu là gì? Chung với bổ huế. Hoặc là ăn cay. Phở. Ăn cay ăn ngọt. Cà phê nhiều. Thế thì con số này nó thay đổi mỗi ngày chứ sao nó thấy thầy sáng như thế này? Đâu có nó sáng được. Bây giờ phải nói ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao phải nói ngay bây giờ. Tại vì hồi sáng rồi, bây giờ ăn rồi là chưa đỏ. Bây giờ ăn rồi thì tự nhiên là đỏ và tốt.
Như vậy máy đo với để làm gì? Máy đo với để đo. Trước khi ăn mình sẽ chọn món ăn nào? Nếu trước khi ăn á, mà cái này cao thì hôm nay phải chọn món ăn cho nó thấp xuống. Phải chọn nó chua. Mà hôm nay mình ăn mình mất máu thì trước khi ăn chọn món nào nó bổ máu. Cái khí thì sẽ tập. Khí thấp vào cái thì nào, khí thấp làm sao? Khí thấp làm sao? Do không khẩn vấn đề. Khí cao thì đi cầu thang. Nhưng mà cái này á là khó sửa. Cái này là do ăn làm sao sửa đâu? Ép gối thở. Thế à, khí lực nghe này, khí lực rất dễ chữa. Khí lực rất dễ chữa. Anh muốn làm lên cũng được, muốn làm xuống cũng được. Nhưng mà cái ăn rồi thì mới ăn no rồi mà lỡ ăn no bụng rồi mà ăn những chất nó xuống máu rồi bây giờ phải ăn nữa được không? Bụng no sao ăn được? Mà bây giờ xuống máu rồi làm sao được bây giờ? Thì dân pháp cũng thọ. Thiếu máu chứ đâu phải khí. Thiếu máu vitamin B12. Nhưng mà anh giải dụng mình ăn đi chua. Tại sao mày đi ăn mà đi ăn đồ chua anh chứ? À. Thế cái lối này cứ lòng vòng là để vì cho mình biết rằng là trước khi ăn mình đo để mình biết ăn cái gì. Chứ chạy gì đi không xuống máu rồi đúng uống vitamin B12 anh chứ. Để mình biết trước để mình phải ăn cái gì. Nếu cao quá mình ăn cái gì. Thế cái ăn mới là quan trọng. Vì thế mà trước khi ăn là phải đo. Để biết số này á là hôm nay mình cần ăn chua hay ăn ngọt ăn cay thì năm cái vị đó mặn ngọt chua cay đắng mình ăn cái gì mình phải ăn mặn cho nên đáp hết, mình phải ăn cay cho nên đáp hết, ăn ngọt cho nên đáp hết, ăn chua thì mới đáp hết. Ăn cay bằng chua thì nó lại tụt. Thế đấy, thì bây giờ mình đang tụt rồi á, tự nhiên mình ăn xong nó mình xỉu, sau bữa ăn thì mệt quá rồi nó xỉu. Như vậy nó là bác sĩ của mình cho mình biết là hôm nay mình ăn cái gì. Vậy trước khi ăn tại sao hỏi bác sĩ? Hỏi sẽ ra phải đo trước rồi đi đây. Rồi thứ hai, phải máy đo đường. Ủa, trước khi ăn đường thấp quá thì bữa nào có quyền được ăn chè. Còn mình không biết gì cả, tự nhiên thôi chè ngon ăn đại đi. Ai về ăn xong rồi chè đường lên cao quá. Nhưng mà đường nó thấp thì sao mà không được ăn hả thầy? Đường thấp thì mình ăn được ăn chè cho nó lên. À, đường thấp phải được ăn chè. Thì ăn đường. Cao quá thì không được ăn. À, thế bây giờ tự nhiên mình cao quá rồi mình thấy chè ngon mình đâu cho ăn nữa. Phải nhưng mà ôi mình ăn đại đi, chết rồi. Không mỗi cái điều đó là để bảo vệ sức khỏe cho mình không bảo vệ nổi đâu, không gì mình là chữa cho người ta. Mà có câu đó học hoài mấy ngày nay rồi mà không nhớ. Cái đó là bảo vệ sức khỏe cho mình, chứ không phải là lo thằng trước cho người ta mà mình còn sức khỏe ăn đúng. Mình bảo vệ cho mình bằng cái là hôm nay trước khi ăn nè, đó hôm nay tôi được ăn thứ lên máu hay xuống máu nè, hôm nay tôi đã ăn thứ lên đường hay xuống đường nè, mình phải biết mình đấy chứ. Nhưng mà thầy coi cái hồ sơ con hôm nay con đường không, hôm nay không cao. Nhưng mà nói bây giờ dạ thì hôm nay con máu nó cao. À thế tức là hôm nay con ăn cái gì? Con ăn cái món đó là thứ nhất là có rau muống là chất xác bổ máu. Dạ con ăn rau muống. Rồi cái thứ hai nó cay. Dạ con ăn cái số cay. À ăn cay. Trong đậu hũ đậu nành. Không cần đậu hũ nành, chỉ cần là đã dặn rồi, chỉ cần trong cái món nó đưa tay chống vào nước làm mà các nếm xem là nó thuộc vị nào. À, nó có nhiều năm ngũ vị thì cái vị nào mà làm cho nó lên thì là cay này, ngọt này, mặn này. Đấy. Còn tự nhiên á, để vắt chanh cho nhiều vô thì người ta cũng ăn giống như mình. Nhưng mà ủa sao tại sao nó xuống? Bởi vì mình vắt chanh nhiều quá. Trong đó có men. Thế đó không? Bình thường nó có gì không cần biết. Nghe này, nó cần gì không cần biết. Nhúng tay vào hay là mình nếm mà muốn muỗng nước lèo đó. Cái gì nó nhiều nhất thì mình thấy cay nhiều nhất. Thế ngọt nhiều nhất thì nó thiên về tăng máu. Mà thấy vắt chanh vô cho nó ngon thì nó chua nhiều nhất, cho nó hạ máu. Chứ không phải là, ủa sao hôm nay tôi cũng ăn giống vậy, tại sao tôi khác? Thành ra là trong cái này là người ta tính cái vị. Nhúng tay vào, uống theo nào, nó bị gì? À, mặn nhiều, rồi, lên đám viết cho bà coi. Chứ không phải, ngọt rồi, lên đường cho bà coi. Cay rồi, lên đám viết cho bà coi. Cay là lên khí, cay là lên khí, ngọt thì lên đường, lên ngọt thì lên đường, thấy không? Mặn thì lên tăng sâm đó, còn chua thì mất khí, lạnh á là mất đường. Tại vì người nào lạnh là người thiếu đường, tự nhiên lạnh là tự nhiên đường xuống. Thầy mới có hỏi nếu mà mình đang đi làm thì tự nhiên toát mồ hôi rồi trong mặt say cẩn mặt mày. Dặn hoài không nhớ à? Mới hôm qua. Thì hôm qua học rồi. Triệu chứng của thiếu đường là sốt mồ hôi, mệt,
chóng mặt, tay chân lạnh là lấy cục gạo ngậm liền cho một xíu. Cái này là học cho vậy, mình. Vậy giờ bây giờ đi lấy kẹo ngậm đi. Là mình phải biết. Chứ còn mình đi học không phải để chứng minh cho người ta, không phải. Đầu tiên mình phải biết. Thì mình biết có kinh nghiệm mình trước cho người ta, chắc mình còn không biết nữa. Vậy là tự nhiên thấy là chóng mặt, buồn ngủ, xoay sẩm, xuất mồ hôi, chứ tên lạnh là thiếu đường. Vậy thì chắc ăn là cục kẹo đó, nó vừa là kẹo mà vừa là gừng trong nó, thì là kẹo gừng. Thế là khỏi bị xuất mồ hôi. Học rồi, gừng là liễm mồ hôi mà. Thì thế là mình, cái đó là thiếu đường, bây giờ bà nói không có gì, tức là bà không có đường, tức là bà không có sợ thiếu đường. Mình không bị không có bị gì. Bà không bị, bà đâu có mệt mỏi đâu, còn còn mệt mỏi phải bị tim mới nha, bà không mệt mỏi phải tim nữa. Bà không có gì thì bà cần hỏi anh tim. Bà mới ngày hôm có hỏi nữa không? Dạ, là đi học. Cứ nhờ tôi mà hỏi, tôi không có gì, tôi có chữa không? Anh đây bà có biết tôi hỏi, anh chữa không? Tôi chữa không rồi, bà biết bà không chữa chứ. Hỏi đâu biết chết rồi còn hỏi. Còn hỏi đúng biết sao hỏi được. Nhưng mà có câu hỏi cho vui. Chỉ vui đó. Cho đỡ buồn. Thầy cứ nhớ là khi mình bảo học cái này để bảo vệ mình. Tại sao hôm nay mình chóng mặt, tại sao bữa nay mình mệt, hôm nay tại sao mình buồn ngủ, tại sao mình xuất mồ hôi, thiếu đường, lấy cục kẹo, kẹo gừng ra ngọt, tự nhiên hết mệt, hết ra mồ hôi. Còn ủa tại sao mà, xong bữa nay sao, mình đo áp huyết nó tụt quá hả? Thì tại vì hôm nay mình vừa ăn xong, hay là mình nhớ là cần đo áp huyết trước khi ăn, để biết nó thiếu thì ăn cái gì, nó cao ăn cái gì, thì cũng chỉ là cái mặn ngọt chút cay đắng thôi. Còn nó nấu cái gì kệ nó không ai biết. Không biết bún bò có lên hay xuống, đừng có hỏi. Không biết bún có lên hay xuống, không đừng có hỏi. Cứ lên nước nào, bỏ miệng coi. À, nó mặn, cái này có chừng lên áp huyết ạ. À, nó ngọt, có chừng lên áp huyết ạ. Nó cay, có chừng lên áp huyết ạ. À, nó chua, có chừng tuổi áp huyết ạ. Nó lạnh, ăn đồ hàn, có chừng tuổi áp huyết ạ. Có con số, không. Tại vì chưa có giống như, chưa có vào, chắc về nhà phải như vào chứ. Muốn thực tập mỗi ngày đây là mình bắt là có máu thôi, xong rồi đi xuống nhà ăn. Rồi mình ăn lên mình đo lại, thế tức là mình ăn sai mới để chứ còn còn vào không vào thì ngày nào cơm chả vào người mà không vào. Tại như con hỏi nếu mà buổi trưa mình ăn cơm xong tự nhiên người nó thấy mệt mỏi rồi ngủ không ngon rồi. Không, trả lời sai rồi. Em chưa hỏi sai. Không, sai rồi. Chưa hỏi xong chờ không, đi. Có hỏi xong cũng là sai rồi. Dạ, để nghe này, để nghe này. Khi ăn mà mệt đi ngủ, tức là bao tử không làm việc thì ăn đồ lại. Vậy là bộ phải bao. Thế là nó bảo mày đi ngủ cho tao làm việc chứ mày còn thức thì tao đâu có đủ sức. Thí dụ một cái một lít xăng thôi, một là cho tao xe, một là xe tao chạy hay là xe mày chạy, xe tao chạy là tao làm việc thì mày phải đi ngủ. Tức là vừa ăn mà mệt là bao tử không làm việc, nó bắt mình phải ngủ, nằm yên. Ta làm việc không được ngon rồi. Cứ đi đương nhiên là không có ngon rồi. Mơ màng màng như kiểu như là bị cái gì ấy. Thì đã bảo là áp huyết thấp thì mơ mơ màng màng. Nghe nè. Nếu mình ngủ mà đầu mình có thiếu máu, trong cái rần ra mình ngủ được không? Tức là à, không ngủ. Còn máu nó cao quá, nó đứng nó nhảy nó muốn nó hát nó cao, hát ô karaoke trong đầu này mình ngủ được không? Tức là karaoke tức là nó áp huyết cao nó nhảy. Còn kia nó kêu ơi tao thiếu máu quá mày ơi. Tức là nó thả nó khóc thì tức là thiếu máu là nó cũng không ngủ được. Mà dư máu không ngủ được. Vậy thì tại sao mà không chịu qua cái này? À, tối trước khi ngủ chết rồi, ăn cái thấp rồi, máu thấp rồi. Thầy nào có đang ngủ không được. Vậy muốn ngủ là phải bổ máu, bổ khí. Vậy muốn ngủ thì bổ cái gì? Đi ngủ đó bổ cái gì? Bổ máu bổ khí là chỉ có gừng. Rồi cái gì nữa? Táo đỏ. Thế gọi chờ táo đỏ, gừng. Uống xong á là lên. Nhưng mà cái người khác vẫn ngủ á. Mình cho cái này họ lại không ngủ được. Tại sao? Tại sao? Vì mình thiếu áp huyết, mình uống á, trà gừng, mật ong. Hay là trà táo đỏ mật ong. Thì nó làm tăng áp huyết mình ngủ được. Thầy, mình cho ai dè bà kia đang áp huyết cao, ai ngủ được. Táo mật ong hay là gì? Trà táo đỏ mật ong, trà gừng mật ong. Thầy, thầy cho con hỏi trà táo đỏ mật ong bây giờ á, cho một tí nhãn nhục vô được không thầy? Được, tức là mình muốn tăng áp huyết đó. Nhưng giờ bà kia bảo tôi ngủ được, bà uống trà táo đỏ mật ong coi.
là mình không biết báo hiệu quả bao nhiêu rồi sao mình chỉ hóa báo hiệu quả quá cao rồi. Bây giờ vô tình mình đưa cái món này vào nó tăng cho hết bài toán không hiểu được. Hoặc là mình ăn sầu riêng cũng được không thầy? Trời ta đỏ mà không, tại vì sầu riêng nó chỉ có linh khí mà không linh máu. Táo đỏ linh máu. Thật ra cái người mất ngủ á là phải đo huyết cao hay thấp. Nếu cao thì lại phải uống trà tim sen, nó mát, nó hạ huyết. Uống atiso, nó hạ huyết. Mà mình uống atiso là mình tiêu. Hãy nhớ là ngủ nó hai trường hợp, áp huyết cao thì phải làm cho thấp, áp huyết thấp phải làm cho cao nó ngủ được. Những cái đơn giản như phải học cho kỹ đi. Hồi trước tôi nghe Atiso nghe bạn uống mát, thì mát cũng thành mát theo. Dạ, còn Atiso đang bán rồi. Vì vậy thì mình phải học cái này nè, để mình điều chỉnh sức khỏe cho mình mỗi ngày. Thấy cái máy đo huyết, máy đo đường rất quan trọng với mình. Mà không biết ai bảo gì mình cũng làm theo. Người kia bảo ăn trà táo đỏ tốt lắm, ăn thì tự nhiên nó ngủ được. Tự nhiên ơi mày không, tao ăn chè hạt sen là nó ngủ được. Ăn chè hạt sen nó xỉu luôn, tại vì nó thấp quá. Thầy nói vậy là mua cái máy để con già cho. Đó là bác sĩ của mình. Bác sĩ đo mỗi ngày của mình. Biết con mình bệnh là lý do gì, mình bị lý do gì, cha mẹ mình bị lý do gì, bà con họ hàng mình á biết lý do gì. Ăn đúng ăn sai như vậy có vẻ hay hơn là mình đi đoán mò không? Thầy cho con hỏi, ngày xưa người ta đâu có cái máy đo huyết áp đâu, người ta chỉ dùng cái tay. Nhưng bây giờ mình không phải là người ta, mình không phải là thầy thuốc, làm sao tự mình kiếm mình được không? Thì chỉ bằng người ta có máy sẵn là thì chỉ có mua mấy triệu đồng có máy thôi, chứ mình đâu phải người ta, người ta bao nhiêu năm người ta đâu có này. Có máy thì mình dùng máy. Có nghĩa là cái máy này thay cho người ta, người ta là thầy thuốc bao 400 năm kinh nghiệm, mình không có kinh nghiệm nào hết, có máy làm mà. Như vậy hôm nay quý vị học là học cách dinh dưỡng để tự cứu mình chứ mà không phải giữ cho người ta. Và bây giờ đó là bây giờ mình giữ cho người ta là mình phải hiểu mình trước đó nè. Mình áp dụng mình đúng đó nè thì mình mới quả quyết mới bảo người ta chứ mình được chứ. Mình quả quyết bảo người ta ăn cái gì được chứ. Còn mình cũng là mình mất ngủ, mình ăn trà táo đỏ, chè táo đỏ mà đâu. Rồi mình thấy người ta mất ngủ mình không máy. Ôi bà về ăn chè táo đỏ mà ăn, tôi ngủ được, tôi ăn ngủ được ngon lắm, nó ăn xong rồi nó không ngủ được mà nó đền sao? Bởi vì nó áp huyết thấp, mình áp huyết thấp, nó lên cao mình áp huyết thấp thì hai cái trái ngược nhau rồi. Như vậy đã hiểu chưa, là mình làm cho mình xong, rồi tự nhiên hôm đó mình đi ăn tiệc, thì tự nhiên áp huyết cao. Mình là vừa vui nè, nghe không? Nghe không? Vừa ăn nhiều nè, nghe không? Áp huyết cao, thì mình lại phải đổi lại. Khi về nhà phải làm cho thấp lại. Như vậy là chính qua kinh nghiệm của mình đã biết là cái chất này là nó mát thì nó hạ, nó nóng nó cao thì nó cao hết. Thì kinh nghiệm của mình khi mình mới hỏi chỗ ngủ không? Chị mất ngủ ha? Thôi bây giờ tôi đoán với cho chị nè, để tôi quyết định là chị sẽ hiểu cái nào, trà táo đỏ đúng hay là trà sen hay là trà hay là chè sen đúng như vậy. Mình phải chữa bệnh cho mình, có kinh nghiệm cho người ta. Bắt buộc là phải có hai máy trong nhà. Bắt buộc phải có hai máy trong nhà. Còn gì thắc mắc nữa không? Tại sao phải có hai cái máy trong nhà? Một máy đo cái gì? Huyết áp, một máy đo máu đường. Hai cái bộ đó đi cùng một lớp, vừa đo huyết vừa đo đường. Thì đấy, áp huyết là để đo xem máu có đủ không. Là thầy rồi máy đo đường á là xem đường hôm nay ăn có đủ chưa. Đường ăn đủ á 6-8 mình ngủ được. Đường ăn mà cao quá mình cũng ngủ không được. Mà thiếu đường á thì nhức mỏi. Nhớ là một câu này, thiếu đường nuôi thần kinh thì tất cả là đau nhức xảy ra hết. 6-8 là đường đủ thầy. Đường đủ. 8, đường. Đó là gì, gọi là gì thầy? 8 ml hay là 8 ml? 8 ml thì chết cả. Nó không được bóng gì nữa. 68 mmol. Đó có đơn vị của nó. Mol trên 1 lít. Còn ngược lại là 100. Đến 140 mg trên decilit. Đó, số nào được 6 đến 8 máy mà cho mol. 6 đến 8. Mol hay là non này? Minimol.
em một em mà môn đi môn trên trên lít có cái 100 đến 140 mg trên decilit. Sáu đến tám lượng đường trong máu là tốt. Hay con hỏi ý kiến, con có bao nhiêu đường mà phải 5 phút, chưa tới 5 phút con ấy cả rồi không biết cả nữa. Đường nào bao nhiêu? Nãy thì mắt mới coi 8,2. 8,2 là tốt, đâu có tiểu đường đâu. Đây, nghe nhắc lại nè, cái này là bụng đói, cái này no là từ 8 đến 12. Nhưng mà ơi cái này chờ rồi, ông là tốt rồi đó, tốt rồi xong rồi. Thầy ơi, thầy ơi, con không hiểu một cái nói ở dưới 100 gram 140 cái gì gam để chỉ biết là cái gì thầy, cái máy nó cho ra con số nào, có loại máy nó cho bằng con số tính bằng miligram, có loại máy nó cho con số tính bằng milimol. À, hai con số khác nhau, hai cái loại khác nhau, hai là khác nhau, nhưng mà nó cũng là trong những con số quy định nằm mà hai cái giống nhau nằm ở trong số đó hết. Thế thầy nha, có người nói sáu, có người nói sáu thì ở sáu thì có thì con máy cho 100, có người nói 8 thì máy cho là 140, hai cái loại máy khác nhau. Cái máy mà 6 mấy máy đó là cái trên thì nó phải từ 6 đến 8 mà đói. Nó là 8 đến 12. Đo máy là đo máu khác dung lượng. Đo máu khác đơn vị dung lượng. Cũng không cần phải để ý cái đó. Đói mà máy mà ra 6 đến 8 là đúng. Hoặc là máy cho từ 100 đến 140 là đúng. Chứ còn kẻ nó dung lượng gì kẻ đó. Nó số gì kẻ đó. Bộ sao thấy sao máy của tôi lại là 100 thì như vậy là 100 đến 140 thì giống như là bằng 6 đến 8 gram, chứ tôi không nên máy dung lượng như máy của nó cười cười quá thì sao. Như vậy là sau khi ăn ta có quyền mấy từ 8 đến 12, thì sau khi ăn ông này nhá là 8.2, như vậy là tốt, như vậy không phải bị tiểu đường. Sau khi ăn, trước khi ăn không, sau khi ăn hôm qua hôm kia con là thì anh ăn chưa? Dạ, mới ăn không hả? Mới ăn rồi gì? Dạ. Rồi bây giờ nè, nếu trường hợp của ông này mà số dưới đó mà cao, số dưới cao mà áp huyết cao thì phải bó chân đi cầu thang vì đường không có cao, nhưng mà cao là vẫn an toàn. Nhưng mà không được uống đường, không được uống cốc, không được Pepsi. Đi để cho ông xuống thành 6. Đó. Và bây giờ này, nhân tiện tôi biểu dẫn nè. Bây giờ đây, ông lên đây. Tại sao vậy? Cái nhịp tim của ông á. Nghe nha, nghe này nghe nè. Cái này lúc nào cũng phải nhớ. Để mà tự điều chỉnh cho mình nè, bây giờ áp cho bóng nè. Chói chân rồi. 131/90/62. Số 12 tay này tay trái. Tay này phải. Tay phải là 141/91. Rồi 62. Đường 8.2. Cái này mà giữ cái gì, cái này là mới lên có 2 phân rồi mà giữ cái gì, tại vì đói là từ 6 đến 8 mà thì mới nhất là có chút xíu mà người ta được quyền tới 12 mà giữ cái gì, còn thiếu 10 nữa. À biết, con thấy con có 5 rồi, 2. 5 này làm thiếu đường, thiếu không? Thiếu đường nhưng mà dư đường trong mỡ thì chỉ biết đi tập cái mỡ chảy ra đường lên cao. Bây giờ nghe,
Trường hợp này xử lý làm sao? Dù bao nhiêu thì bao nhiêu, người mà cao nhất không được vượt quá 140 thì như vậy là ông áp huyết cao. Áp huyết cao bên tay nào? Bên tay phải. Là tay phải là cái gì? Gan. Như vậy là gan cứng, gan trai, gan đầy, gan to. Tại vì ông chỉ được quên 120, 130. Mà sau khi ăn gan này lên hay xuống? Sau khi ăn thì gan xuống. Thì xuống thì nó cũng chỉ được 120 tới 140 rồi. Thế là gan ông có bị bệnh gan. Bây giờ muốn cho hạ gan xuống thì đương nhiên hạ xoang thì phải hạ đường. Mà nếu ông hạ đường nữa mà ông mà đường thấp thì ông đi không được, ông xỉu. Nhưng mà cái đường này á là nó có xuống. Còn 6 thì còn tốt. Thế em vẫn đi cầu thang được. Nhưng mà nhớ là bó chân là bó thế này này. Dặn rồi, bó chân là cái tĩnh mạch này. Khi mình đi cầu thang á, nó trả cái máu này về tim. Thì tim nó đủ máu á, thì số này á, nó sẽ nhỏ lại. Bây giờ tôi cột chân ông này. Cách cột nè, làm sao? Cách cột nhá. Ôi dồi ôi, cho con tập với thầy ơi. Nè tập nè. Chị, lên mỗi người mình. Không, cái sức của thầy, cái sức của một tay của một người thì cho đều. Đầu tiên á, là phải để chéo cái này nè. Đó, để mình khi mà vòng cái này nè, để có chỗ mà chặn cái dây nó không xúc ra. Nhưng mà cái dưới này nè, không được siết chặt. Bắt đầu tới bắp á, rồi từ từ mới siết vô. Rồi từ từ mới siết cái bắp này, bể bắp này to bắp này. Từ từ mới siết vô. Siết để siết thật nhiều vô. Cái bắp là siết là chặt, còn cái này siết. Nhưng mà tới gần siết bắp chặt vô. Nhưng mà đến đây thì lại vừa, lại quay lại dư lại siết chặt vô. Quay lại dư siết chặt đây để nó còn phình nè, siết chặt vô. Nhưng tới đây bắt hơi lỏng lỏng nè. Nhưng mình chỉ cần á, là cần ở trên này thôi thì lại đi vòng lên trên lại nè. Siết chặt nè. Siết chặt nè, rồi tới đây nè. Cắm này. Cắm này gì? Nè, bỏ tay vào đây nè, nó lấy này đi ra. Thế là không cần phải cái đầu băng. Như vậy là mình muốn cho gì? Siết cái chỗ này nè. Siết cái chỗ phình này nè. Phình nè. Cho nó cân đối lại. À. Bây giờ nó còn cái chân này. Đó, cái này á, là phải để chéo này này. Để nó giữ, và nó giữ, chấp cho số giữ để lòng lòng này. Không biết nào cũng được, lòng lòng được. Bắt đầu tới đây nè, siết vô nè. Một chân nhưng mà cũng phải bó luôn bên này cho đều. Bó luôn hai chân. Bó luôn hai chân. Không có một chân, bó một chân lát là một chân nhỏ, chân to. Đi không có đều. Rồi bây giờ xuống cái đường cầu thang đó mà muốn hạ khí đó thì mỗi bước chân đó là phải đến này phòng nói lớn lên cầu thang đi lên này đi amen hallelujah. Vừa đi xong mà các cửa gỡ đang liền. Tại vì nó bó chân lại mà đứng một chỗ là nó tụ máu lại. Nó không mở mới ra. Nó mở là nhờ mình ép chân nó mới đẩy máu lên. Còn mình đứng không á, không ép
thì tất cả nó cứ ngắt nó qua lên được, máu lên được, vì gõ lên. Rồi, bây giờ mình xem mà người ta bệnh gì. Đấy. Hỏi người ta. Ăn xong chưa? Trước khi ăn đi, sau khi ăn. Cái này là sau khi ăn. Sau khi ăn thì bệnh gì? Cái này là máu thôi, ăn mà có chất đổ máu thôi. Thế nhưng mà cái này nè là nó bệnh gì? Nhìn vào đây biết là bệnh gì? Gan. Tại sao? Tại vì cao 141 nó cao. Cũng không phải vậy. Nó phải thấp hơn cái bao tử. Đấy, chỗ này nó đúng này, mà cái đó mà chỗ bây giờ gan sau gan phải thấp hơn, mà bây giờ nó cao hơn. Như vậy là gan không làm việc. Đó là mình định như vậy chứ đâu phải. Tức là sau khi ăn gan phải thấp hơn, mà bao tử cao hơn. Nếu nó thấp hơn thì bao nhiêu mới đúng? 10. Thấp hơn 10. Thì đó phải bao nhiêu? 121. Đó đúng rồi, 121 thôi, 121. Như vậy là gan này quá to rồi, đối với nó là quá to rồi, nó bị gan rồi. Như vậy nó sẽ đau, cứng cái gan. Cứng cái gan. Nếu cái gan nó cứng cái này mà số thứ hai mà lớn hơn nữa thì bắt đầu là máu ứ trong gan. Thì bắt đầu đi thử máu thì có viêm gan ABC nằm trong đó. Nhưng mà cái này có thì bây giờ với tuổi con nó là bao nhiêu? Từ 70 đến 80 nó lại cao, tức là máu ứ trong gan. Nó có 80 thôi. Mà bây giờ ông nó là bên này dư 11, bên đây dư 10, tức là hôm nay ăn quá nhiều chất mà dư máu. Mà dư máu rồi nhưng mà chất nó hàn hay là hai hàn hay nhiệt? Đó là hàn. Ăn nhiều tức là ăn nhiều chè. Ăn nhiều chè mà có dừa. Vì dừa là hàn hay là hai là nhiệt? Như vậy cái nhiệt tiết nó lại lạnh. Mà dừa là chất béo. Dừa chất béo thì nó mới bị cái này. Thế cơ, mình nhìn cái này biết người ta ăn cái gì. Mình biết là người ta ăn xài. Vì thế chỉ cần cái bảng mà biết ngay là người ta bệnh gì và người ta ăn cái gì. Thì cái này chỉ nói về hàn hay nhiệt thì rõ ràng là hàn. Cái này rõ ràng là dư máu, dư mỡ, dư đường và dư máu, dư mỡ nằm trong này. Cái này là hàn. Cái này gan nó chỉ nằm ở trong 120 tới 130 thì 130 là khi bụng đói, 120 khi bụng no, mà no rồi lên 140 là can khí phình ra rồi thì tức bụng cũng tức bụng rồi. Bên đây tức rồi, mà tức thì bắt đầu quay lại thấy đau sườn, quay lại đau sườn. Thì triệu chứng đau sườn là sắp sửa là bị máu nhồi cơ tim nếu mà cái số này cao hơn. Tất cả nhìn ở máy đó biết, để biết con số, để biết bệnh rồi. Học hoài không nhớ. Học hoài à bây giờ? Ông để đây, chờ ông đi lên. Bây giờ giải quyết việc này. Bây giờ bây giờ nhé. Cái bệnh này là bệnh gì? Nhìn được các bạn, nhìn số đó mới biết người ta bệnh gì. Và phải khuyên người ta ăn gì nhá. Bây giờ là khảo bài mà. Sau khi ăn 104 tay trái, 69, 78 tay phải, 105, 65, 77, đường 6.2. Đó sau khi ăn đó. Tuổi 39. Tuổi 39 là tiêu chuẩn đó, từ 101 đến 102. Tiêu chuẩn là 101 đến 102. 60-65.
vậy nè, tuổi từ 101 đến 102. Cái bệnh này bệnh gì thiếu gì? Thiếu khí. Máu thì đủ rồi, tạm đủ. Máu trong gan đủ. Nhưng mà máu bữa nay ăn là dư máu, tức là ăn hôm nay có chất vận nó lên máu nhưng mà không lên khí. Máu không lên khí. Nhịp tim 65 là tối đa, MB 7-7-8 là nhịp tim nhanh. Đường á là ăn thiếu, sau khi ăn phải là 8, mà tại sao không có 6 rồi? Như vậy cái bệnh này bệnh gì? Thiếu khí. Muốn tăng khí tập bài nào? Dương hoa cũng vật. Mà dương hoa cũng vật thì ác kết thì máu thì được hạ không? Đúng có hạ không? Bây giờ phải uống cái gì? Coca-Cola. Pepsi Cola. Tại sao mà Coca? Huyết áp lên thì phải uống Coca cho huyết áp lên. Đấy, bà rồi. Vậy bây giờ bà này là phải đi uống nè, mà là bà nào? Chị mà cô. Bà nào? Cô. Không rồi, đi đi. Đi uống đi. Rồi tập đi. Uống Coca đấy. Coca, đấy nha, phải hỏi ngay cô mới phải chứ, đi hỏi người ta, nếu cô không biết. Rồi bây giờ này, đem một cái ông này đi ra thử máu với thử áp huyết lại nè. Đây nè, khi ông đi á thì chân họ hồi nãy ông lại bên chân nó nóng này nè, nó chảy mồ hôi nè, đó là thành công. Cái này mình đi bộ mình thường bó được không thầy? Không, chỉ đi bộ thang nó bó cho đi bộ á, nó siết cái chân vào là tê chân ngay. Đang đi cầu thang là để mượn cái sức mà mình ép lên cầu thang đó, nó ép nó bắp lại, nó mới đẩy máu đi, nó mới nóng chứ. Rồi đi ra đo đường, mà đi máy đo cái này, nóng lên, đo nó trong này. Rồi bây giờ ta sẽ bấm tức con tức chóng để cho nó. Uống rồi bây giờ làm gì nữa thầy? Uống rồi dương hoa cũng vật, chỉ cho bà này dương hoa cũng vật đi. Đây nào cũng được. Không được siết chặt. Không được siết chặt. Thank you.
quả. Bấm lần thứ hai nó có kết quả. Tại vì số thứ nhất nó không nằm trong cái này, nó đang chỉnh mà. Mà nghe nhiều cái nó cao. Đó bây giờ nó khác này. Đó bây giờ nó khác này. Nó 30. Tức là bấm lần thứ hai, không lấy lần thứ nhất. 30, 74, 61. Ngoài là cái số nhọn là số nhịp tim số thứ ba. Bên kia máy kia nó ở dưới nhưng mà nó cũng là số nhỏ. Đấy là cái đó cái tay kia. Cho nó lên lần nhất. Bấm là lần hai. Thấy cho nó tại sao này. Không được bó chặt lý cho. Khi bó vừa này là lấy cái tay ra là vừa cho cái tay kia. Để mở cái cửa luôn nó lách cái máy. Thế là dặn hoài rồi tức là đừng có mở lớn ra để mở ra nó lách cái này ra rồi. Kiểu xài được 50 người hết nhưng mà để này là xài được 100 người. Còn chắc thì không xin nó không hứng. Cái này là bây giờ máu trong máu nó phải được trong máu ra. Thì như vậy là anh dư
chút đường mà anh đâu sợ đâu, anh đừng tưởng chút đường. Anh đi nữa, anh đi nữa, lại ra tới mười mấy nào. Như vậy anh này bệnh là mai mốt là đường dư quá lại với bệnh. Tức là khi nào anh cứ như là bụng mỡ, mà anh cứ ở 6 ạ. Dạ anh đi xuống cầu thang, có chân lại nó thành 8, thì nó thành 10. Thế có người đang là 6 hả? Nó lên tới 22, thì to quá, thì không sợ. Nhưng bây giờ anh thấy bụng nó thì xuống hết cả hai nè. Đó, thật ra khi ấm như này, tự nhiên bây giờ bụng nó nhẹ thế này, mọi lần bấm rồi bây giờ nó đau, nó tức, ăn nó tức bụng. Rồi, anh giữ lại cái đó để ngày mai á, được chưa nói chứ. Thôi, chị nói cho anh nói thầy và thầy. Số nào, số này? 114. 116. Có bao nhiêu tuổi đâu, có bao nhiêu tuổi đâu. Tuổi 50 là từ 102 đến 103. Mà cô là từ dưới 102, không cho là 6. Rồi, lại thuốc đường. Thuốc đường chị uống cốc thôi. Rồi dâng hoạt động tập. Đưa thuốc cốc rồi uống rồi cùng nhau lên. Cái này cô tuổi anh nhớ 45, 47 45 là 102, 103. Để 102 này là đúng. Nhưng mà đến 103 thì như vậy là cô thiếu. Rồi sau khi ăn nó phải lên 103. Vì vậy thì cô mới là bệnh. Như vậy cô là thiếu máu thì 5 năm sau cô bị ung thư. Tại vì 5 năm sau nó lên tới 104 mà cô vẫn cứ bảo cô vẫn cứ 105 là ung thư rồi. Tức là thế như là 5 năm sau mà cái cây cô vẫn không tiến nước. Tại vì nó vẫn 105 ngoài. Đây là cô thuốc đường. Vì thế cô phải uống cốc để tăng lên đường mà cô nhảy cái kia nó sẽ lên rồi. Uống cốc rồi tập theo hai cô này. Uống cốc qua là để không có tính cũ. Tính bây giờ. Thì 65 tuổi thì nó có quyền từ 103 đến 104. Thì nó là 109 thì cũng là 103 luôn. Thế là 131 này không? Thì rồi thì nó có quyền từ 103 đến 104. Thì xong rồi. Còn đường á, là từ 8 trở lên thì 709 cũng được rồi. Thấy không? Rồi, cái số dưới là có quyền từ 70 đến 90 thì có là trên 70, mà dưới 90 thì là cũng 5 năm tiêu chuẩn rồi. Nó có nhiều tiêu từ 70 đến 80 thì là tiêu chuẩn rồi. Thì bây giờ mới khỏe thế đó. Thế hôm nay ăn không thấy khỏe, nhưng hôm mai ăn nó khác thì nó làm biết gì nữa. Thấy chưa, cái tiêu chuẩn là 103 đấy. Thế là từ, là số đầu. Số thứ hai là 70 á, là 90. Năm bây giờ 78 là hơn rồi. Một chút thì chưa tới này. Số thứ ba là 70, 80 thì 72 này, 71 này. À vậy rồi. À đúng rồi. Đường á, là đủ rồi. Đường á, từ 6 đến 8 thì của đủ lên từ 8 đến 12 cũng được rồi. Nó là một khoảng. Ờ, tức là chỉ biết ngay hiện tại. Tức là hiện tại giờ khỏe. Đấy, các bạn sốt mồ hôi thấy khỏe không? Dạ. Nhẹ không? Bụng không có tức nữa không? Thôi ăn tí thì thầy. Không bởi vì mình gan nhưng mà ăn tập xong rồi. Gan à? Tức là áp huyết cao, gan áp huyết cao. Bây giờ nó thấp rồi, nó đủ rồi. Thấy phải tập. Bó chân đi cầu thang. Mua cái này bó chân đi cầu thang. Đi 15 cho tới 30 lần. Thì tự nhiên nó xuống. Đi nhiều lần thì nhiều xuống rồi. Nãy thầy nói đi 15 rồi, đúng 15 rồi. Ừ, đến 15 rồi vừa đúng rồi. Nếu mà đi tiếp nữa thì nó nhỏ nữa thì nó yếu.
bấm lần thứ nhất bỏ, bấm lần thứ hai. Bấm lần thứ hai mới ghi nhá. Dạ, có bỏ nó không làm việc, nó không biết là mình có ăn đồ ăn thì mình mệt.